Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của An Ông. Hôm nay An Ông lại lên ở trên này chia sẻ một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt khó khăn, cũng rất là mong được sự chung tay giúp đỡ từ quý cô bác và anh chị. An Ông xin mời quý cô bác và anh chị đi theo chân An Ông. Mua hân ý mua là rồi cái chân đây chỉ tỏa muốn từ lỡ nó hơn họ cái nhà đây nhé quý cô bác nhé, cô bác anh chị nhé. Đây là cái nhà của một ông không vợ không con, hiện nay ông cũng tương đối là có tuổi rồi. Đây, ông sở hữu một cái căn nhà như này. Tí nữa đợi ông về xong là An Ông sẽ mời quý cô bác và anh chị đi cùng An Ông lên cái nhà của ông. Ông này tên là gì nhỉ? Thảo Mỹ Phù. Thảo Mỹ Phù à? Cái chân của ông bây giờ cụt hết đến đâu? Đến đến đây cho ok khi xét này chó thế này. Chó hơn đó. Thế làm như thế nó có bị đau không xem nào? Nhấc lên được không? Có nhiều chó. À buộc à? Buộc mà. Buộc trên trên cái lên một tàu. Ý là ông bảo là buồn thế này để ông đi cho nó đỡ. À. Đi xì như thế này luôn. Thế là bây giờ ông phải buộc cái kia xong đút vào đấy. Vâng. Ngày xưa ông bị làm sao mà bị đứt chân? Bị ông như này. Ý là thống tay ông có trả hết trả xuống đi nè. Thống tay một lại làm canh để chấm hạ gia trả tỷ. Ý là ông bảo là trước ông đi trên trên thám mũ. Ngày xưa là ông ở thám mũ. Thì ông lại đi lấy cỏ thì những mìn à? Mìn. Mìn nổ. Thì hiện nay cái chân của ông giống như vậy. Thế là cái ông chú này là ngày xưa ở bên dưới, xong là ông mới chạy về đây phải không? Vâng. Ngày xưa ở bên dưới xong là ông đi cắt cỏ bò, xong là ông bị mìn. Mìn nổ ấy. Mìn xong là bị đứt chân. Rồi cho ông về nhà đi. Vâng. Ông mua sọt chế. Khi ông mua sọt. Đây, xin mời các bác đi lên nhà của ông Phù nha. Ông Thảo Mỹ Phù. Thảo Mỹ Phù, đây, cái nhà của ông. Thế cái tấm lập này là ông đi xin ở đâu về mà? Ông cái này hôm nọ ông bảo là họ không dòng tới thì ông đi xin họ để làm cái cho ông ở. Vừa rồi ông là đi thắng mố à? Đi thì thống tế là ông mua bể phí lông là lấy chán à? Ông mua bể buồn gió. Buồn gió chờ hay buồn gió ông mua bể hay để bẻ nước tới trà thì ấy là bẻ nè cho một chút bẻ nước tới trà cho các ta đi đó thay cha nói nè bẻ tham mua hả tham mua mà ông cũng có tuổi, ông hỏi xem em hỏi ông xem là ông bao nhiêu tuổi rồi xem nó trời xong này chiều đi mua chưa hết chưa 59 tuổi rồi hay là gần 60 tuổi đấy. Vâng ấy giờ tài sản của ông thì không có một cái gì luôn nhỉ? Không có đâu. Thế ông ăn cơm ở đâu? Đó nó mò thế à? Nó mò tỏ. Xin ăn à? Ở thỏ nó là ở giữa thú đây là nó tỏ là nè lên à? Tỏ thì bỏ năm tô mà la hạt để tỏ là nhớ khi lúc trên này mà mò mà tê cái nó hãy cái nào. Đi gần ông một tí. Vâng. Ông bảo là cái này thì ông bây giờ tặng tặng là tặng tặng ở đây thôi. Cơm thì để bây giờ đây thì vẫn chưa có bếp. Ông được chế độ mà nhỉ? Không được mà. Ông rất là khó khăn.
Không, cái nhà như này cũng hôm nay là ngày bao nhiêu âm nhỉ? Hôm nay á? Ừ. Hôm nay là chưa xem mùng 5 hay sao? Hôm nay mùng 5 hay mùng 4 âm tháng 10 âm nhỉ? Mùng 4. Vùng cao rất là lạnh. Hôm nay đã mùng 4, mùng 5 tháng 10 rồi. Mùng 4. Nên là rất là lạnh, ông thì ở cái nhà như này thì rất là lạnh luôn. Ở trên mái thì ông xin được chắc là anh em trong xóm người ta cho mấy tấm để lập ở mái, nhưng mà cũng không đảm bảo được cái mái này. Mái đây. Chả có một cái gì gắn ở đây này. Sợ cái này đúng là một trận gió thì khả năng là bay tan hết. Ông cởi cái chân xem nào. Ờ, đã lên Sakata nè. Ôi, cái chân. Ôi, phải buộc, phải phải quấn hết cái này à? Ủa, Bình đi Bình. Nhìn ghê đấy nhỉ? Ghê mà. Đây cũng nhìn cũng có một cách nguy hiểm cho ông. Ủa, thế là ông cứ quấn rẻ vào đây xong là ông rút vào cái ống tre. Vâng. Rút vào cái ống tre xong ông cứ thế mà đi. Vâng. Ông này bây giờ mà có cái gì làm cái chân giả được đấy nhỉ? Chân giả thì nói chung là phải có con hay là mình tiền tiền đủ thì mình đi để bác sĩ sửa được, nhưng mà bây giờ ông này một mình thì ông lại không có điều kiện để không đi làm được. Đấy, cái cũng rất là mong sự chung tay giúp đỡ từ quý cô bác và anh chị, được cho ông được một cái chân giả này với lại một cái nhà ở. Hiện nay ông hiện tại ông ở cái nhà này cũng rất là không đảm bảo cho ông. Ông tên là Thảo Mỹ Phừ. Ông năm nay 59 tuổi. Đốt cái chân kia vào đi. Thật muốn lòng rồi. Thì tí là nhìn nó xa dù á chi nở. Sao cứ chú tê lấy ba vào chế tê là xa dù á chi tê này. Rồi. Thì nhớ lâu tê vào chế phải phế nó. Ô xa xe vô chào nè. Mọi người xa hạ tìa. Dù mà nó xa thì giờ chị để mà dọc có chút hiu lại qua thì cũng nó chạy mà qua ít lúc chạy nọ mà giờ tới là tới lâu chầu trò tới nọ tới thọ tới lúc chạy mà chạy giờ là tụi lại chịu lại nó là tới là tới chỉ bao chầu à. Ông đang trả lời bảo là bây giờ, ví dụ như bây giờ ông thì tiền nong không có, thì nếu mà các chú các bác hộ được ông ấy thì hộ ông để khác để tần chục triệu để hộ ông làm một cái nhà nhỏ cho ông 10 để, triệu không chục triệu vài chục triệu ấy để phát triển cái nhà ông để ông sau này ông có cái nhà cửa ý ông là trả lời là như thế. Vâng. Nhờ ông là cũng mong muốn là quý cô bác và anh chị giúp ông để có một cái căn nhà nhỏ nhỏ để ông ở. Với lại ông hồi nãy ông cũng nói tiếng Mông thì đây có em Tỏa đấy cũng đã dịch ra thì ông mong muốn là có
mọi người giúp ông một cái căn nhà bé bé tầm vài chục triệu để ông ở. Nói thật sự ra thì mà ở như này thì mùa đông như này là rất là lạnh rồi, không không thể ở như này được. Mà ông cũng có tuổi, sức cũng yếu dần, nhìn người cũng không khỏe. Cũng ông thì ngày xưa ở bên dưới, như là ông đi lấy cỏ thì cắt cỏ cho bò, cho trâu, cho bò, nên là ông bị mìn đứt chân. Ông bị trong ông ở đây lâu chưa nhỉ? Ông vào lâu. Từ năm bao nhiêu ông về đây? Lâu lắm, tao bị chảy xương này. Hay. Chị kia thằng đấy là đeo trong cho tám cho tôi này. Ông bảo là tầm 30 năm. Từ ngày xưa về đây 30 năm à? Lúc bị mì cái đấy đến giờ thì 30 năm. À. Cũng và đi từ bên dưới ngày xưa là sơ tán vào đây thì cũng lâu nhỉ. Đúng. Ừ. Chắc là ông bị đứt chân xong là ông mới không lấy được vợ phải không? Đúng rồi. À. Thế bây giờ là ông ở nhờ nhà hàng xóm xong là bây giờ ông mới xác ra làm cái liều này à? Vâng ạ. Bây giờ trước thì ông vào thì cái nhà ông mượn thằng em bên kia cho cái nhà bên này cho bên thằng ông à, cho ở nhờ. Cho ở nhờ, nhưng mà ông bảo là nhờ thì bây giờ ông lại khác làm cho cái ông ở đây. Thế ngày trước đây là ông ở nhờ nhà ông em nhỉ? Vâng. Nhà ông em xong là bây giờ ông em lại cũng không biết như nào thì ông lại tự ra để ở như này. Chắc là người ta không ở nhờ mãi, người ta không thích nên là ông tự ra làm một cái liều như này ở. Nhìn ông yếu nhỉ? 59 tuổi rồi cũng không phải là còn trẻ nữa đâu nhỉ? 60 đến đít rồi. Cũng anh ông cũng rất là mong muốn tất cả mọi người và quý cô bác anh chị chung tay giúp đỡ ông để có một cái căn nhà nho nhỏ. Nhưng mà ông cứ ở cái nhà này mãi thì khả năng là cũng không ổn, bởi vì là ông cái căn nhà này bây giờ mà một trận mưa hoặc là một trận gió thì cái nhà này sẽ bay hết, không còn một cái gì luôn. Thế bây giờ ông hàng ngày ông ăn cái gì? Đấy giờ thằng nông ăn gì đây này? Thằng nông à? Giờ như thằng nông để vừa ăn gì nông? Hay là thằng nông ở chế? Hay là như thằng nông đây à? Bị nhìn nó nhon. À nhìn nó nhon đấy. Nhìn nó nhon đấy chứ. Chú nhìn lông to chứ, nó nhìn lông to à? Chú mới lông to chứ mà. Đây chỉ rau à, đây là nó rất lâu tao sẽ là bao hôm mở về dùng bao nó ra. Thế ông bảo là bây giờ hiện nay thì ông cũng chả có gì ăn, nhưng mà bây giờ chú ở đấy thì ông nếu mà làm, ông chưa làm bếp, ông chưa, bây giờ nếu mà làm chín bên kia thì ông đi ăn tạm bên kia. Ăn nhờ. Sau này thì ông sẽ làm cái bếp riêng. Chắc là mai ông làm cái bếp ở đây hả ông? Vâng. Thì sau này ông đây là cái chỗ bếp. Mày ông tận dụng ở đây xong ông làm cái bếp ở đây. Video của anh ông xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.